Hello anh em, lâu quá anh em chúng ta không có quay lại cái thể loại mà nhập vai hành động RPG này. Chém này cho nó đã cái tay nha. Đây, rất là nhiều nhân vật cho anh em lựa chọn khi mới vào. Và anh em nhớ xem kỹ hướng dẫn của mình để chơi không bị lỗi. Coi hết cái video này để xem kỹ nha. Rồi, đầu tiên thì các bạn này là game chơi online nha. Thì khi các bạn lên level 20 á, thì anh em sẽ mở chế độ PV. Còn từ level 1 cho đến 20 thì anh em sẽ đi chế độ đi cảnh, đi map. Đó nó có rất, thì nó cũng giống như những game thắng thôi, nó có chế độ đi cảnh vượt ải, hoặc có chế độ PVP đấu với người. Rồi thì hồi nãy các bạn thấy mình mở rương á, là chúng ta sẽ xài tiền không thể nào giảm nha. Có nghĩa là anh em có bao nhiêu tiền nó chỉ có tăng, tiền và kim cương chỉ có tăng. Đấy, anh em vô mở rừng thoải mái, nhận đồ VIP thoải mái. Nhưng mà đến level 30, 25, 30 mới xài được những cái vũ khí này. Đây là do mình có tiền nhiều quá rồi, mình xài tiền, xài kim cương để mình mở những cái món đồ này. Nên anh em vào cứ thoải mái và mở nha. Nhưng mà mở ra thì phải lên đến level đó mới tích hợp cái vũ khí đó vào được, mới chơi đã được. Còn bây giờ mình đang chơi vũ khí thấp, với cái bộ giáp thấp thôi. Thì mình ở cái level mới có 13 thôi. Đây, tiền chiêu các bạn ơi, những cái skill và những cái kỹ năng cái chiêu của nó rất là đã. Và mỗi nhân vật có những kỹ năng khác nhau và trang bị những bộ cánh áo giáp khác nhau, và cái đồ họa trong game này cũng cực kỳ đẹp mắt. Anh em có thể chỉnh đồ họa và chỉnh mọi thứ trong này, và có cả chế độ boss, nhân vật, cách đánh của nó cũng cực kỳ hay và hấp dẫn. Đấy, lâu quá mới có cảm giác trải nghiệm lại một cái game mà cái kiểu mà di cảnh rồi. Cái game này nó có rất là nhiều góc nhìn, anh em có thể nhìn góc phải màn hình, nó có cái chế độ camera đó. Mình đang ở chơi chế độ camera là góc nhìn số 2, mình thích nhìn trên cao xuống, không cho anh em xuống. Chế độ 1, 2, 3, 4, nó có 4 chế độ nhìn cho anh em chơi nó đã hơn thực chế độ. Và những kỹ năng của nó rất là tuyệt vời luôn nha anh em. Và chế độ map của nó này nó đẹp, mình thích cứ khám phá map, không những đánh quái bình thường còn né những cái bẫy nó đặt trong game này ra nữa. Đây là một con boss cho các bạn thấy, chỉ có ở những cái màn đầu tiên thôi, con boss này đã được trang bị cực kỳ khủng và mạnh, nó có cả có khi nên né những cái đòn của mình tấn công nó nữa. Đấy, mình phải sử dụng kỹ năng đối thượng liên tục. Đấy, nhưng mà chút xíu nữa mình sẽ cho anh có những cái mẹo cho anh em cách chơi để nó tốt hơn trong cái game này với cái bản mod này nha. Rồi, đây là một cái bản mod menu, và mình sẽ chỉ cho anh em cách sử dụng cái bản mod menu này. Các bạn nhìn cạnh phải màn hình nó có chữ lốp tay, bật cái menu đó lên. Đây, mình bật cái menu lên như này anh em, đấy nè, cái đầu tiên là vô hạn, có nghĩa là tuyệt chiêu không chờ thời gian hồi giây, anh em tuyệt chiêu skill thoải mái. Còn cái dòng thứ hai mà đâm enemy á, có nghĩa là bập nó lên thì con boss nó đánh bằng không có mắc máu đâu. Thì cái trường hợp này, trường hợp nào bật nó thì trường hợp mà gặp con boss nó quá mạnh á, anh em bật lên để cho đánh ăn nó thôi. Còn bình thường thì mình không nên sử dụng cái này thì nó mất hay của game đi. Đó, cái đâm enemy này. Và cái dòng ở dưới cùng attack multi á, cái dòng mà kéo cái thanh đó là cái dòng đó không nên bật nha anh em. Tại vì bật lên là cả địch và cả bot, cả bên địch và phe ta nó đều có khả năng đam nó rất là cực kỳ cao, nó đập cho anh em một phát là chết thôi. Đó, chú ý thôi, đừng có bật cái attack multi đó lên. Anh em đi sử dụng cái vô hạn tiền chiêu nè, bật cái vô hạn tiền lên nè, xài tiền không tốn tiền nè. Còn cái đâm thì gặp con bot nào á thì mới sử dụng cái đâm đó, quá mạnh thì bật cái đó lên để cho nó đánh mình không mất máu, mình giết con boss đó để mình qua màn. Xong rồi mình sẽ tắt cái chế độ đâm enemy đó đi. Còn cái death attack, cái dòng kéo thanh đó, anh em nhớ đừng bật cái đó, bật nó lên nó đập các bạn chết ngay lên lập tức đấy.